chưa vào chùa đó thì phải chú ý đó họ, họ cần giúp đỡ thì giúp đỡ cho họ, khiến cho họ cảm thấy thoải mái. Alright. Cái đó là cái căn bản của cái người Á Châu mình. That's the basis of Asian culture. We take care of our elders. We respect our elders and take care of them. Người Á Châu là cung kính với người đắc thọ và lo cho người đắc thọ chu đáo. Alright. What is older elders? Anyone above 50? Ai mà trên 50 tuổi gọi là bô lão. Alright. Welcome everyone. Xin chào quý vị. Welcome to our Guan Yin Dharma Assembly. Cảm ơn quý vị tới tham dự cái hội pháp hội Quang Âm ngày hôm nay. Today we celebrate Guan Yin Bodhisattva's Enlightenment Day. Ngày hôm nay chúng ta mừng làm lễ để mừng cái ngày giác ngộ của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Guan Yin Bodhisattva is a Bodhisattva of compassion. This Dharma here comes from China, from Asia. Cái pháp Quan Âm là cái pháp của ngài của từ Trung Hoa đem tới để đem cái pháp của ngài ngài Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. She specializes in listening to your plea of help and come and rescue you. Thì ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là chuyên môn ngồi trong định và lắng tai nghe cái âm thanh cầu cứu của quý vị và tới cứu quý vị. So whenever you're in trouble, mỗi lần quý vị mà lâm nạn, whether you are in a car accident, quý vị sắp bị tai nạn xe cộ, about to get a car accident, you are in pain, quý vị đau đớn, you are suffering, quý vị đau khổ, you should remember to recite Guan Yin's name. Phải nhớ là tập cái thói cho quen là lúc mà lâm nạn như vậy đó, nên cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. It really really works. Có hiệu quả lắm. And you should teach your children to recite Guan Yin's name as well. Và phải dạy cho con cái chúng ta đó là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. I would recommend you recite with them 5 minutes a day. Nếu được á, mỗi ngày gia đình tụng Quan Thế Âm Bồ Tát với nhau, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát với nhau. Okay. And teach your children in particular to call out to her for help. Nhất phải dạy con cháu chúng ta đó là biết cầu cứu với ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Okay. That's the state of the great Bodhisattva. Đây là cảnh giới của ngài Đại Bồ Tát. She's right now in the Buddha's Pure Land, đang ở trong Phật độ. And entering samadhi, ngài đang nhập định. And whoever calls out to her help, she will instantaneously come and rescue you and relieve your pain and suffering. Bất cứ ai mà đang gặp nạn, gặp khổ thì gọi cầu cứu với ngài, thì ngài lập tức đến quý vị để cầu giải đáp cho quý vị, giải khổ cho quý vị, giải nạn cho quý vị. All right? It really, really very important knowledge that we need to teach our children and ourselves. Đây là một cái quan niệm rất là quan trọng, cái biết rất là quan trọng, tri kiến quan trọng, quý vị phải biết và nhớ dạy con cháu chúng ta. Okay. This temple here has very strong affinity with Guan Yin Bodhisattva. Cái chùa chúng ta đó nó có cái duyên rất lớn với ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Why so? And because the Dharma we're practicing came from my late Chinese master. Tại cái pháp mà chúng ta tu đây, những pháp chúng ta tu với nhau đó đó là xuất gốc từ ngài Tiên Hóa, ân sư của thầy. Okay. He is a Chinese late known patriarch. Ngài là một vị tổ sư trong dòng chánh pháp. And he brought Mahayana from China to the United States. Ngài đã đem cái chánh pháp từ bên lục địa Trung Hoa lục địa
Hoa xứ Mỹ này. In the 1960s, từ 1960 mấy. And the basis of his teaching of our practice, our training practice, và cái phương pháp chúng tôi huấn luyện đời sau đó, to train our next generation, để huấn luyện đời sau, is basically Guan Yin Bodhisattva Dharma. Đại khái là cái phần chính là cái pháp của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Okay, meaning that my master, I heard he became enlightened through practicing the Great Compassion Mantra. Thì nghe nói Ngài Tiên Hóa đắc đạo nhờ tụng Đại Bi chú Đại Bi. He is a specialist in a tantric dharma. Ngài chuyên môn tu cái pháp mật tông. And yet, and that's why he transmitted the Guanyin Dharma to help us cultivate easier, help our cultivation make it more effective. Ngài dạy pháp Quan Thế Âm Bồ Tát này rất thích hợp cho đời chúng ta, very appropriate for our times. Để giúp chúng ta đắc giác ngộ. Okay, so on this day here, on this Dharma assembly here, I hope that you too will also bring forth the result to become enlightened this lifetime. Tôi hy vọng những người quý vị có phát tâm, những người có thành tâm thì cũng phát tâm muốn đắc giác ngộ kiếp này. We have that my master gave us the Guanyin Dharmas to become enlightened quicker. Ngài Tiên Hóa đó dạy chúng tôi những phương pháp để mình đắc giác ngộ nó lẹ hơn. For example, ví dụ, we recite Guanyin, the Great Compassion Mantra. Chúng tôi cho hàng như tu pháp Chú Đại Bi. In when I was training children by your age, you back there. Lúc trước thầy mà dạy những đứa con nít á, we help them recite the Great Compassion Mantra 300 times. Ví dụ nó mỗi ngày nó tụng Chú Đại Bi 300 biến. Okay. And I have this boy here who would do it 300 times in half an hour. Thầy dạy một đứa con nít đó, một đứa trẻ thầy kèm đó, nó tụng Chú Đại Bi 300 biến khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Why so? Because he's lazy. He just wants to recite it quickly, meet the quote quickly so that they can go and play. Tùng lẹ như vậy để nó tùng cho đủ để mà đi chơi. Okay? We also have the... so if you recite the Great Compassion Mantra, you will become enlightened. Bởi vì tùng Chú Đại Bi không, trì Chú Đại Bi không sẽ đắc giác ngộ. Like Guan Yin Bodhisattva, like my master. Giống như Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, giống như Ngài Tiên Hóa. On top of it, we also have a unique dharma called the hands and eyes. Hơn nữa chúng ta có pháp thủ nhãn. Only transmitted in our lineage. Cái dòng chúng ta mới được truyền tu cái pháp này thôi. And this dharma here, tại sao truyền cái pháp này? Why is it transmitted to us in the US? Not in China, not in Hong Kong, not anywhere else. Tại sao Ngài Tiên Hóa truyền cái pháp này ở xứ Mỹ này? Okay. Mà không truyền cho tại lục địa, không truyền cho tại Đài Loan, không truyền ở Hồng Kông này nọ. Why is that? Because he knows that the people here are best suited to practice the hands and eyes dharma. Thằng Ngài biết rằng cái pháp thủ nhãn này rất thích hợp cho những người tu ở đây. Help us become enlightened quicker, giúp chúng ta đắc giác ngộ lẹ hơn. And after we become enlightened, sau khi quý vị đắc giác ngộ, then you can use the Dharma to help become one year's assistant. Sau đó, khi sau đắc giác ngộ rồi, thì quý vị sẽ dùng cái pháp này để làm phụ tá cho Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. And rescue living beings and relieve their pain and suffering and rescue them from difficulties and disasters. Cái pháp dùng cái thủ nhãn này để giúp chúng sanh cứu khổ cứu nạn, giúp họ tai qua nạn khỏi. Alright? And so on until after you become enlightened that you can be allowed to use the hands and eyes dharma. Sau khi quý vị đắc giác ngộ rồi thì quý vị sẽ được phép
cho phép dùng thủ nhãn để cứu đời, cứu người. In order to rescue living beings to save the world. All right? And if you don't become enlightened this lifetime, I hope you make the vow to use Guan Yin's help and aid to get to the Pure Land quickly at the end of this life. Nếu mà đắc chân ngộ không kịp, thì mong quý vị phát cái nguyện dùng cái lực của Ngài Quán Thế Bồ Tát như A Di Đà Phật để mà đắc vãng sanh kiếp này. That's not taking any chances. Kiếp này mà không đắc vãng sanh là một cái sự mất mát lớn không thể tưởng tượng. Is if you don't get to the Pure Land this lifetime, you miss that boat, it's a humongous loss, humongous missed opportunities. Cái gì không quan trọng hơn, không có gì quan trọng hơn là đắc vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc. So in brief, nói cách khác, to me, to become enlightened this lifetime is the biggest attainment possible. Đối với thầy, theo thầy thấy, thì kiếp này mà đắc giác ngộ là không có gì nó quan trọng bằng, không có gì nó lớn hơn, không có gì có ý nghĩa hơn. Nothing more meaningful than that. You name any achievement this lifetime, quý vị nghĩ tới bất cứ cái thành tựu nào trong cuộc đời này, không có gì nó lớn bằng cái bằng giác ngộ. Nothing compares with becoming enlightened. Like Guan Yin Bodhisattva, như Ngài Quán Thế Bồ Tát vậy đó. Okay. And many of my master disciples became enlightened through the Guan Yin Dharma as well. Nhiều người đệ tử Ngài Tiến Hóa đã đắc giác ngộ nhờ cái tu những cái pháp Ngài Quán Âm. I haven't transmitted to you yet. Thầy chưa dạy quý vị cái pháp Quán Âm thiền. I haven't taught. I transmitted to you the Guan Yin chan Dharma door. Thầy đã dạy quý vị, thầy xin lỗi, thầy đã dạy quý vị cái pháp Quán Âm về thiền. And I can see in the future, trong tương lai, I can see some people where I would allow them to go into seclusion, để cho một số người vào nhập thất. And we support the cultivation of 3, 5, 10 years, cho họ tu nhập thất 3 năm, 5 năm, 10 năm. Okay, and practice the One Yin Dharma assembly, dharmas, tu những pháp Quán Âm, or other dharmas, hoặc những pháp khác, until they become enlightened, trước khi họ đắc giác ngộ được. Okay, what for? Để làm gì? Because once after they become enlightened, they come back and they will save me first. Tại sau khi họ đắc giác ngộ, họ trở về họ cứu thầy trước. That's the only thing I ask. Thầy chỉ yêu cầu chừng đó thôi. Okay, so if you're still young, and you are not 100 years old yet, I'm a dưới 100 tuổi, you still have a chance, you can still sign up. Ai cũng có quyền ghi tên. Alright? The sooner the better, càng sớm càng tốt. Any questions? Ai đang mắc gì không? Be for real, we don't beat around the bush. Thầy không có phí thời giờ quý vị đâu. I teach you Mahayana, thầy dạy quý vị Pháp, to help you become enlightened, giúp quý vị đắc giác ngộ kiếp này, this lifetime. If not, go to the Pure Land, become enlightened next lifetime under with Amitabha as your teacher. Kiếp này quý vị không đắc giác ngộ thì cố gắng mà đi theo phương cực lạc đi, thì để qua đó để gặp Ngài A Di Đà Phật làm thầy, làm thiền trí thức, Ngài dạy quý vị đắc giác ngộ. He'll teach you how to become enlightened. Okay? Any questions? Okay? So, what is this enlightenment? Cái giác ngộ là cái gì? I have a few more minutes, còn cái vài phút nữa thôi. Okay. What is enlightenment here? What is the mind of the Buddha? What mind of an enlightened person? Cái tâm của người giác ngộ là cái gì? Anyone? What the mind of an enlightened person is not. Những người mà giác ngộ đó, tâm họ không có kiêu ngạo. They're not arrogant at all. They don't think highly of themselves. Không nghĩ họ là hơn người. They don't think highly of the temple they go to. Không nghĩ là họ tới cái chùa đặc biệt.
They don't think highly, they don't think they're better than others. Hoàn toàn không nghĩ mình hơn người khác. Not at all. So you see, to go anywhere meet such people, and then you know that they're not practicing the Dharma enlightenment. Những cái chỗ quý vị tới, cái tâm họ nghĩ là họ hơn mình. Okay? Họ coi thường mình. They look down upon us. You know. Họ thể biết, quý vị biết là chỗ đó không phải cái tu cái pháp giác ngộ. They're not practicing the Dharma enlightenment. They don't understand the Dharma enlightenment. Họ không hiểu cái pháp đắc giác ngộ. So far so good. So if you are arrogant, I won't be happy. Anh cái gì mà kiêu ngạo thì rất rất là buồn. Okay. I hope you don't ever become arrogant. Và nhớ là mình không bao giờ kiêu ngạo hết. Okay. What is this mind of the Buddhas? Cái tâm người giác ngộ ra sao? Of enlightened people. Three aspects. Có ba khía cạnh của tâm người giác ngộ. Okay. The closer you are right now to those three aspects of the mind, the closer you are to being enlightened. Cái người, cái tâm mà như vậy đó, càng như vậy chừng nào thì càng gần giác ngộ chừng đấy. Does that help? Pay attention. You ask yourself, a lot of people always ask me, how much longer before I become enlightened? Những người hỏi thầy lắm, chừng nào con mới giác ngộ thầy? So like children say, are we there yet? You almost there. Quý vị sắp tới rồi. As long as your mind is, number one, what is the first aspect of the mind who's enlightened? Tâm người giác ngộ ra sao? Thứ nhất là gì? Anyone? Nói sẽ xin chê. What's the first aspect? Not a sleepy mind. Thứ nhất là không có buồn ngủ. Okay? What is this mind? Humble. Well, it's not arrogant. That's correct, yes. But it's not what I'm looking for. Anyone knows? Huh? No false thoughts. No! Okay. Yes, sir. Straight mind. That's correct. Tâm rất là ngay thẳng. They don't beat around the bush. Nó quanh nó co. Okay? Whatever they want to say, they spit it out. Nó thẳng băng. Okay? Even if they hurt your feelings, tough luck. Nói thẳng mà người ta phật lòng, ráng chịu. Straight mind. Mình nó quanh nó còn. If my wife calls you, do I look pretty this morning? No. Vợ mình mới nói, chưa tô điểm. Mới nói, anh ơi, em có đẹp, sáng nay em có đẹp không? Không, em xấu lắm. Đi tô điểm đi. Go put on makeup. Please. Okay, let's go straight mind. Đó là tâm thẳng, ngay thẳng. All right? Any questions about that? What's another aspect of this mind? Tâm cái người giác ngộ ra sao? Very straightforward. People are enlightened. They don't beat around the bush at all. They spit their mind. They say what they mean. Họ nói thẳng, ngay thẳng ấy sợ. Có gì nói đấy à? Không cần suy nghĩ. That's what they don't think. Someone said, they don't think because they don't. They just spit it out. Cái tâm người ta ngay thẳng thành, có gì nói đấy thôi. You see? The straight mind is the mind that doesn't think. Okay? All right? Is master, you know, is that simple. Nó giản dị như vậy đó. What else? What's another aspect of someone who's enlightened? No ego? Yes, that's right. Uh-huh. What about no ego? Huh? Anything to do for other people? You're getting close, okay? What's his mind? Truthful mind. Sự thật. Cái tâm thật. Okay. The enlightened beings, they see the truth and they speak the truth.
Okay. Những người giác ngộ thấy được cái sự thật. Okay. Thấy được cái chân, cái sự thật, chân thật. Thành họ nói những cái gì họ nói, họ làm đều là chân thật. Everything they do is truthful. Okay? So ask yourself, am I truthful? Hỏi mình có chân thật hay là không? Okay? If you 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 don't lie. Okay? Children, it's very important to teach our children not to lie. Dạy con cái mà đừng nói láo. How do you teach children not to lie? Làm sao dạy con cái không đừng nói láo? Yes. She rose her hand. Oh. Làm sao dạy con cái đừng nói láo? By not telling lies yourself. Cách mà dạy con cái mình đừng nói láo tốt nhất là đừng nói láo. Okay? Because children lie because they learn from us. Con nít nó học nói láo tại vì nó học từ cha mẹ nó. From the teachers, học từ thầy giáo nó. From the uncles and aunts, học từ chú cô nó. Okay? So, let's be truthful. Sống cuộc đời chân thật. Okay? That's how we teach our children. Set an example for our children. Như vậy, làm gương cho con cháu mình. Alright? The third aspect of this mind of enlightened beings, this came from the Hoa Yin Jing, này trong được giảng trong cái kinh Hoa Nghiêm. Okay, I didn't make it up, thầy không chế cái chuyện này. Okay, the Hoa Yin Jing, the Flower Adornment Sutra, it says the third aspect of the mind of enlightened beings, cái tâm thứ ba của người giác ngộ là cái tâm, cái bi tâm, a mind of great compassion. Okay, cái tâm của cái đại bi. Okay, if you practice the Guan Yin Dharma, cái vị tu những pháp quan âm này, thì cái vị tự động sẽ phát triển cái đại bi tâm. You will naturally open your mind of great compassion. Okay, it's so important in this country, như cái trong xứ Mỹ này, where these modern days where everyone is for themselves only. Như cái xứ này mình chỉ lo, tự lo thân mình thôi. Okay. So it's important to develop this mind of great compassion. Quý vị phải phát cái tâm từ bi này in order to help all living beings, để giúp đỡ tất cả những chúng sanh. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? If not, let's take a break and come back and do the lunch offering and go and have lunch. Nếu không, mời quý vị nghỉ 5 phút, xong chúng ta trở lại cung ngọt, xong mình dùng trưa. Alright? Thank you.